Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt năm học 2023-2024 đã diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi của các học sinh và phụ huynh người Việt đến từ thành phố Plzeň và các vùng lân cận. Ông Nguyễn Sinh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng đại diện các hội đoàn đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc học tiếng Việt trên quê hương thứ hai, đánh giá cao những đóng góp của tập thể học sinh, giáo viên và các phụ huynh trong các hoạt động của cộng đồng, cũng như mong muốn các cháu cố gắng học và học tập tốt hơn nữa. Em Bích Phương đã thay mặt cả lớp đọc cảm tưởng về lớp học tiếng Việt trong lễ khai giảng. Các phụ huynh cũng bày tỏ niềm vui khi thấy qua tiếng nói, chữ viết mẹ đẻ. Các em được tìm hiểu nhiều hơn về tiếng nói, về văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam. Lớp học tiếng Việt được khai giảng cũng nhờ sự hỗ trợ đóng góp rất lớn từ hội đoàn, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh tại Plzeň và các vùng lân cận. Lớp học hiện có khoảng 60 học sinh đăng ký. Lớp học sẽ được tổ chức giảng dạy vào Chủ nhật hàng tuần và với nhiều lớp tùy thuộc nhiều trình độ khác nhau.